Rồi, chào mọi người ha. Hôm nay mình không giới thiệu về xe của mình nữa. Mình có xe của một anh bạn cũng quen với mình bên trên online. Thì xe ảnh là đời 94, giống như cái chiếc màu trắng bữa trước trong một clip cũ của mình đã từng quay. Thì mình quen với ảnh thì hai chiếc giống nhau, nhưng mà chiếc trắng mình bán rồi. Thì bữa nay ảnh qua ảnh qua để đi với mình đi cắt cái phần bô. Thì ở clip trước mình có nói về cái việc cắt bỏ cái phần bô á, thì cái âm thanh nó sẽ tốt, nó hay hơn và cái nó không bị ảnh hưởng đăng kiểm. Thì để lưu lại history thì mình sẽ đề máy cho các bạn thấy cái bô, tiếng bô trước khi cắt và tiếng bô sau khi cắt, cũng giống như là để cho các bạn thấy một chiếc xe đời 94 cái giá thị trường rơi vào khoảng 100 triệu, dưới 100 triệu thì nó như thế nào ha. Giờ tới nha. Anh Thanh là anh đang quay clip giùm mình. Thì như các bạn thấy nè, bốn máy, số sàn rất là bình thường, chạy rất là êm. Cũng giống như là xe đang nổ guarantee thì các bạn thấy cái tiếng nó cũng là êm rồi. Vô nó, anh đi qua đây nè, gần gần ở đây, gần chỗ này là nghe được tiếng nè. Đó, các bạn hãy nghe thấy tiếng. Tất cả ảnh cũng chăm, anh Thanh cũng chăm cái xe. Tất cả đều được thay dây mới, dàn nắp gân, dàn cò vừa mới thay mới luôn. Anh này cũng kỹ tính. Hôm trước vừa rỉ nắp chuyển nhớt lăn còn cò đã anh đi rửa sạch hết luôn. Thì về căn bản những xe dưới 100 triệu như thế này là chỉ cần máy êm, số ngọt là đủ. Còn lại vàng đồng sơn này nọ là ở Việt Nam mình làm ok hết rồi. Rồi, vậy ha. Thì bây giờ mình với anh Thanh sẽ đi hai chiếc để đến chỗ Trần Bình Trọng làm cái bô cho ảnh. Chào mọi người ha. Bây giờ thì mình với anh bạn của mình đã đến cái chỗ mà làm bô. Thì đoạn này nó nằm ở trên đường Trần Phú. Thì bữa trước xe mình làm ở đây. Đó, thì anh bạn anh đang ngồi, ảnh làm biến rồi, ảnh không quen quay phim. Đó, xe ảnh lên rồi. Thì sẵn xe nâng cầu á, anh sẽ cho mấy bạn coi cái dàn gầm 94 đúng không Thân? Quên mẹ rồi. Này là Cressida 94. Chờ tí anh Tiến, em đi lướt cái. Thì bọn mình sẽ cắt cái bầu vô chỗ này để đi inox thẳng. Thì như các bạn thấy là tất cả những cái dàn gầm trục lắp này nọ đời 94. Anh chủ thì ảnh giữ xe thì kỹ nhưng anh cũng không có mòi nhiều xe đâu, nên anh sẽ không có chơi mấy trò mà phủ gầm này nọ. Có một cái lỗi mà lúc nãy mình chỉ cho anh thấy nè, là cái chụp mũi thước lái. Thì cái này mình có gửi đường link Lazada cho anh tự mua rồi. Cái này cần phải chụp lại, nhưng mà bạn đừng có để cho nó trầy trụi, đừng có để cho nó bị rách như vậy, nước nó sẽ vô bên trong cái thước lái là nó hư luôn cái phần thước lái. Đó, cái dàn gầm này là dàn gầm của Cressida 94. Còn con Cressida của mình thì nó là bản 9 Mark 2 đời 90 bán rồi. Cái anh bạn người Hà Lan nó đến mua xong cái là khỏi cần công chứng gì hết, cầm xe chạy thôi. Người phương Tây là họ mua là chỉ cần coi máy lại coi số là xong rồi. Đây, mình sẽ cắt cái bầu này. Đi thẳng từ bên này đi qua bên này. Thì lát nữa sau khi cắt xong mình sẽ có cái clip cho mấy bạn coi nha. Rồi. Rồi mấy bạn ha. Lúc nãy mình có quay cái clip mà lúc mà chuẩn bị cắt cái bô á, thì bây giờ mình cắt xong rồi. Sẽ quay ở gần để cho mấy bạn thấy ha. Hiện tại cái máy nó bị rung là vì cái guarantee không đều. Còn cái chuyện cái bô thì các bạn phải đi ở trong góc này, các bạn mới nghe được. Chuyện bô này mình sẽ sửa lại sau. Đây, các bạn sẽ nghe cái tiếng. Bởi vì không nghe tiếng gì cả, cái bờ bô ra đi thẳng rồi. Và cái câu chuyện là mình sẽ cho các bạn coi cái đường bô cũ ha. Đây, đây cái đoạn bô cũ mà các bạn cắt, có thể nhìn vô bên trong nè. Khi mà cắt xong á thì cái khí nén ở đây nó không, cái khí nó bị không còn nén ở đây nữa, mà nó sẽ thông thoáng một đường inox đi thẳng ra luôn. Về căn bản nó giống như ngày xưa các bạn nghe mấy xe máy mà phải móc bô này đó, thì cái trường hợp này nó là giống như vậy. Vấn đề này khi bạn tháo ra sẽ không bị ảnh hưởng gì về máy móc cả, chỉ là hơi nó thoáng hơn thôi. Sẵn tiện bữa nay cuối tuần nên mình sẽ giới thiệu sơ về cái nội thất của con này ha. Đời 94 Cressida, anh chủ anh giữ cũng kỹ, màu đỏ. Nó không được, nó là da rồi mà nó không phải là cái nỉ, xe cũ của mình nỉ. Nội thất như vậy. Rồi ok, mình đi lên phía trước đi ha.
anh bác sĩ này là về là phải chỉnh lại cái gang ti của xe thôi. Anh thấy máy lạnh này là đi Đắk Nông thoải mái luôn. Rồi, ok.